Hình như tôi nghe đâu đây là anh em hình như là có một cái con zombie cười, con zombie tự sát ấy, thì tôi phải lén lén từ từ xem, không biết vị trí của nó đâu, tại vì cái thằng này nó mà tới gần nó nổ là chết anh em, cho nên mình phải xác định được vị trí của nó. Có lẽ tôi lấy súng súng ra đi anh em. Tôi sợ mà mẹ cầm cung mà bắn hụt nó một phát là thôi tiêu. Phải nó cười đâu ta? Tôi nghĩ là trong căn nhà này mà. Mày. Cái này là Metal Crossbow Bolt không cần, tôi đâu có xài nỏ, Fishing Hat cũng không cần luôn. Tôi xài cung mà. Để tôi xem có quần áo gì mới không. Winter này mình có thể đem về mình rã ra cũng được. Và thôi, túi đồ của tôi nhiều lắm mà anh em. Đây, và tôi đang ở, coi lại coi khu đây à, ngang qua đây đi. Tôi sẽ đi lên phía bắc đi anh em. Ủa, có một cái bức tượng của ông, chắc ông sáng lập cái thành phố này quá, mà tôi phải cẩn thận cái đã. Tôi phải đi kiếm được cái con zombie nổ nó ở đâu thì không biết. Rồi rồi, nó ở trong đó đó anh em, nó ở trong cái tòa nhà này nè. Đấy, nhưng mà ok, trước khi đi tôi phải vô tôi loot tiếp tục đi. Xem sẽ có thêm thuốc men gì nữa không. Pen sẽ có cây bút ở đây nữa. Lút bút là cái gì? Thôi, tại sao tôi không có thấy một cái cửa hiệu nào bán súng hay là một cái police ở cảnh sát nữa thì ta? Đây là quán bar nữa hả? Không cần đâu, tôi nghĩ không cần vào đâu. Đây hồi nãy tôi lút rất là nhiều nước thì nọ, anh em tôi chỉ cần thêm đồ ăn và okay, lấy cung là được đấy. Game này nó làm đồ đạc của bộ cũng thiếu thốn nhiều lắm nha anh em, cứ đi loot mà chả có cái mẹ gì hết. Đâu rồi, đây là tiệm gì đây? Này nó ghi toàn là tiếng tiếng Nga không à. Đây hình như là tiệm quần áo này, đúng rồi. Jean, đây là quần jean nè. Christmas fun. Đúng rồi anh em, quá trời quần này, có cả Pirate hat. Được đấy anh em, Pirate Hat này có cái nón có cái mũ cướp biển rồi này. Đây cũng đẹp đấy chứ. Ừ, khá là đẹp đấy anh em. Được đấy, tôi sẽ check đợi này, nó ghi nè. Mang bởi Jack Sparrow nha. Ôi ơi, cái này là nón của Jack Sparrow nè. Ô, sao lại có cả vai, cái vai của bên Sea of Thieves bên đây nữa, ngon. Đây, và jersey shirt không cần. Để xem cái jean này như thế nào đó. Jean. Rồi, quần jean. Cái này hả? Hơi dởm quá. Cáo camo, cái quần camo của tôi vẫn là ngon nhất anh em. Cái quần loot được ở trong cái airdrop. Ok, bây giờ thì đây tôi nghĩ là mình nên đi vào đây đi anh em, hình như đây là một cái sân vận động á đúng không, hay là cái rạp chiếu phim gì này, tôi cũng không rõ lắm đâu, mình cứ đi vào xem. Đấy 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 đấy, tôi nghe thấy tiếng của nó rồi. Ở đâu ta, kìa kìa nó kìa anh em, mày nổ này, mày cười. Ngon rồi đấy. Cũng hên là đứng đứng xa vậy nha anh em, nó không phát hiện ra tôi á. Đây là sân vận động anh em, kiểu như nhà thi đấu bóng 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 chuyền. Ủa, bóng rổ. Đúng rồi.
Red nè, đây tôi nằm lên thử xem. Cũng được đó chứ anh em. Ở đây kiểu như đây anh em. Ui. Ui vẫn còn, vẫn còn. Còn nha anh em, phải cẩn thận cẩn thận. Đây là hình như là kiểu sau khi mà tận thế xảy ra thì quân đội đã sử dụng cái này làm nơi chứa kho hàng hay này nọ nè anh em. Đây, đây là các quân dụng của quân đội này anh em. Nghe có vẻ nó ở gần lắm mà tôi phải ok, tôi phải cẩn thận đi nè. Ôi ơi, hình như tới 2-3 con lận. Chết 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 chết, tôi phải anh em từ từ kìa, tôi phải canh vị trí coi tụi nó ở đâu vậy. Kìa phải không? Ừ hình như nó đó. Ok tôi sẽ anh em tôi chạy ra đi, tôi phải xử hết tụi nó mới được, mới yên tâm. Ui ui rồi rồi rồi, xong 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 xong. Chà hình như bị phát hiện rồi. Ui ui. Ui ui. Chạy 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 chạy. Lấy kiếm ra, lấy kiếm ra. Không biết làm gì nữa. Ui ui. Cẩn thận con zombie nổ. Mày. Rồi rồi rồi, từ từ đi anh em, từ từ đi anh em. Ui ui, thì ra đứng núp này. Ui chết mẹ rồi cái thằng. Cái thằng chó này. Cái thằng này. Cái thằng này này. Ui ui, đông mày. Ui bị phục kích rồi anh em ơi. Tôi bị phục kích. Ui chết mẹ rồi. Chạy đi. Rồi xong rồi anh em ơi, nó nổ mẹ nó rồi. Help me, help me. Hép cái gì mà hép, nổ mẹ mày đi. Ôi tôi bị, tôi bị kẹt trong này rồi anh em. Tôi chết, chết con mẹ rồi, tự nhiên đi vào đây làm cái gì. Trùng ơi là trùng. Trời ơi, đường phá, má đường xá, má đường xá thênh thang thì mẹ đéo đi, đi chạy vô trong mẹ toilet núp. Hình như nó nổ rồi anh em ơi, nó nổ rồi. Ừ nó nổ rồi, tôi phải chạy ra khỏi đây thôi, đừng có đứng trong đây. Chết chết. Ôi ôi may quá. Ôi ôi kìa, chạy lại đây. Chết bà rồi. Ôi ôi. Ủa má mày quá. Em nữa là mẹ chơi mất hết đồ đạc chơi lại từ đầu nữa rồi anh em ơi. Mẹ ăn cắm sú, ăn cắm heo, cứt lợn, mẹ cứt bò luôn. Rồi mẹ. Mẹ em nữa là mẹ end game mẹ Avenger rồi anh em ơi. Mẹ sao vũ khí đây chẳng có, mẹ mấy thằng quân đội này nó xài mấy gì mà hao dữ, người ta chẳng cái mẹ gì để mà loot vậy. Nào có ít nhất cho tao mẹ đạn hay gì đi. Mẹ sao lại cho tao mẹ cái nấm đấm này đi đấm nhau với zombie à. Mấy thằng này đồ đạc của nó bị dơ hết rồi nên loot, tôi nghĩ cũng không loot được cái gì đâu. Tôi sẽ đi khám phá cái thành phố này, xong tôi sẽ săn xây dựng một cái căn cứ nào đó gần gần ngoài này đi anh em. Cái mình đang đi về phía bắc đúng không? Để tôi xem có một cái tòa nhà nào của nó bự bự không để mình đáng để mà mình đi khám phá không. Đây như bên phía này này. Đây đâu có được cái nón Jack Sparrow đẹp của anh em, ngầu lòi luôn. Và đây là cái gì? Đây hình như là một khu tổ hợp thể thao, nhà văn hóa hay sao á anh em. Đây ở trong kia là sân bóng truyền, ở sân bóng rổ, trong đây là sân đá banh này. Tôi không biết có trái banh, trái bóng nào trong đây để mình chơi không. Nên vận động thể thao một tí. Nào có bé zombie nào ra đây mẹ chơi đá banh với anh luôn. Đây đứng đây chụp thử một chụp gôn.
Sân này cỡ theo diện tích thì cỡ sân 7 anh em. Sân 7 người thôi à. Đá bóng ở sân 7 đây, đúng rồi. Không. Ôi ơi. Ôi 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 ôi. À. Đây không có bóng đá thì mình không có trái banh nào để đá thì mình sẽ chơi môn thể thao là bắn cung nha anh em. Hit shot thì cưng. Rồi trả tao. Áo. Trả tao cái tên mày. Đấy. Mình để mà kiểu góc nhìn thứ ba vậy nè anh em thì mình không có nhắm được. Để chuyển qua mỗi lần gặp tụi nó mình phải chuyển qua góc nhìn thứ nhất. Ôi kìa, okay, đỡ vậy đi. Để xem có cái chỗ nào đáng để mình loot nữa không. Yeah. Chỗ này không có lối ra ta. Leo qua luôn đi. Đây trời lại mưa nắng rồi anh em. Mẹ cái trời này mà đi lang thang như thế này về ở ngoài đời là coi như bị bệnh thế bà nội luôn. À, ở đây dùng mày chả có gì. Đi trong này đi. Đây đúng rồi. Đây đi vào đây nè anh em. Đây chỉ là ngoại thành thôi. Ui 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 ui. Mày đâu? Nó tới, nó tới. Chạy đâu? Mày chạy đi đâu? Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Tôi chạy trước đấy. Mày nữa lại. Mày hả mày? Ôi dồi ôi. Mày đấm anh, mày đấm anh. Ôi sao nhiên rớt FPS dữ ta. Con game này nó tối ưu không tốt anh em, lâu lâu tôi chơi đây rất là mượt, tự nhiên nó cậy lâu lâu nó lại bị em thấy không? Một FPS phải nổi đấy, bây giờ bình thường trở lại nè, tôi cũng không hiểu lý do là tại sao nữa. Cái mục tiêu kế tiếp của tôi chính là cái căn đập mình anh em C2 nè, tại vì tôi nghe nói cái đập này là cũng là của quân đội chiếm giữ cho nên là chắc chắn sẽ có rất là nhiều đồ, cho nên là tôi nghĩ là trên đường đi á tới đây tôi sẽ lập một cái trại, một cái camp nhỏ nào gần bờ suối ngay đây đi. Ra đi thôi. Mới nghe cái tiếng gì. Mẹ má nó chạy nhanh quá vậy ta. Mẹ một cái con zombie mặc quần slip này. Nó chạy cái ào tới không không kịp để ý luôn. Sẽ bây giờ tôi sẽ coi như là đi một vòng nữa em, đi vòng cái này xong tôi sẽ trở lại đây, xong tôi trở lại con xe của tôi. Thế là kết thúc một chuyến hành trình nè. Đi vào thành phố nha anh em. Và chỗ kia hình như là giống như một cái nhà thờ vậy anh em, để tôi xem. Không ta. Ừ, kiến trúc khá là giống nhà thờ đó anh em, để tôi đi lại thử xem. Đây và có cả tường rào bao quanh nha. Ok, tới luôn. Đây có một cái cổng rất là bự, đây có vẻ như một cái tu viện hay sao á, không biết có đi vào được không nữa, để thử xem. À, được nè anh em. Ngon. À, bắt đầu tự nhiên mưa lớn rồi ơi. Đây và trong đây hình như là một cái kho bãi hay cái gì á. Thì vào đây trú mưa cái đi nè. À, tôi lượm được một cái gì nè anh em, Wi-Fi nè, cái này không biết cái gì nữa nhưng mà hình như là cũng có liên quan tới những cái thứ mà mình kiểu như sau này mình xây nhà đó anh em. Đấy là mình sẽ cần hay sao á. Ok, tôi sẽ đem theo luôn. À, đây này. Là cái máy máy này để làm gì ta? Đây là mấy mấy ép mấy hàng, mấy ép hay mấy hàng vậy anh em, nhưng mà sao không có làm được gì vậy? Biết làm như thế nào á. Round 3 này tôi cũng có một cái rồi. Nhớ là cái này mình có thể sử dụng làm cái máy gì đó. Ok gì đây?
như là mình phải có dầu hay cái gì công thức gì anh em, xong mình bỏ vô đây thì mình phải chế được tiếp hay sao á, thì vậy. Đây cuối cùng thì cũng tạnh mưa anh em và trời lại sáng trở lại. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục trình đây. Ủa, cái này nhìn sẽ giống như là cái loot drop vậy ta. Không, một cái bình dầu. Bây giờ thì tôi sẽ đây vào trước chỗ này đi anh em, hình như đây là một cái xưởng cơ khí hay sao á. Đúng rồi. Đây là một cái xưởng sửa xe nè anh em. Chắc chắn là phải có đồ gì đó để mà mình à, với con xe của mình nhé, đúng không? Đây và nó có tầng. Ok, tôi sẽ khám phá chỗ này xem. Đây vào đây thì cứ cầm vũ khí cận chiến là tốt nhất. Này giống như là một trạm bảo trì xe hay sao anh em. Đây là như là căng tin nè, có keo mà lấy luôn. Cái gì rác đây, không biết có cái bánh nào còn trong đây không nữa. Sắp hết xem last. Không cần đây, chắc cũng chả có gì vậy. Và tôi sẽ lên thêm một lầu nữa xem. Đây là phòng tập gym này anh em. Ô, đây là một gì đây, khu tổ hợp à, cũng chẳng có gì hết anh em ơi. Đây và đây là sân thượng hả? Đúng rồi, ra đi xuống. Đây bây giờ tôi sẽ qua cái tòa nhà này xem anh em. Không biết là cái cấu trúc nhìn giống như là mấy cái nhà thờ hay tu viện này nọ nha anh em. Ô, và kia có một căn nhà gì nữa kìa. Nghĩ là trong đây không có zombie gì đâu anh em, nhưng mà ôi trời ơi, sao trên đó cao vậy? Tôi không biết đó là cái gì nữa mà sao cao dữ, rồi đi chóng mặt thấy bà nội luôn. Thôi đi xuống đi, tôi nghĩ cũng chẳng có mẹ gì đâu anh em ơi. Sẽ đi qua bên đây xem. Là cái này là một cái kho bãi, kiểu như một cái nhà máy kho bãi gì đó anh em, đúng không? Ôi đây này, kit này. Chỗ này là để sửa xe nè anh em. Ngon. Đông, nhiều quá anh em ơi, đầy đồ hết rồi. Cả thùng tăng. Ui ui, ở đây có nhiều đồ ngon này. A kích tơ A battery này, Electric Repair Kit. Ôi ôi, nhiều món quá vậy. Ồ, khá là nhiều món anh em ơi, nhưng mà không có đủ đồ. Battery, đủ slot. Có lẽ như tôi sẽ nhớ cái chỗ này đi anh em, để tôi xem vị trí xem. Không rồi tôi sẽ lấy con xe hơi tôi trở lại đây đi. À, vậy đi. Rồi, đây cái một xí nghiệp vận tải hay gì á. Cho thuê kho bãi gì. Đây đây mấy cái tòa nhà mà hành chính này cực kỳ lắm anh em. Kéo lại cái gom nữa. Rồi đột nhập vô. À. Đây là cờ Croatia nha anh em, đây là không phải nước Nga mà là Croatia nha anh em. Đây là miếng nước xem. Đây và tôi lấy mấy cái bình đựng. Bệnh tôi đầy nước hết tại anh em. À, cả đi. Không thiếu nước lắm. Đây giống như một xưởng cơ khí cho nên là rất là nhiều đồ để mà chế nhà, chế đồ đạc nội thất kiến trúc này nọ nè. Gì đây? Pen, Atlantern, mobile phone. Ok, lấy điện thoại đi. Có gì về sau này mình có mạng mình còn chơi game này nọ, lên stream. Xem stream của Trung KD Gaming. Máy gì đây? Đây là cái động cơ anh em. Cũng không có gì nhiều. À, đi thôi.
Cái tôi nghĩ là hết rồi đó anh em, chỗ này có nhiêu đây thôi. Ok, mình đi ra ngoài đi. Giờ tôi sẽ đi từ từ xuống phía nam lại đi anh em, qua cái khu vực này vòng qua đây. Xong rồi trở về con xe, nói thiệt cái này tôi không nhớ con xe mình để đâu nữa. Nhưng mà cái khu vực này sao nhìn lạ vậy? Này hình như cũng đây anh em, hình như là trong vô thành phố này. Trái táo. Để ăn, tôi ăn trái táo này đi nè. Ít. Đây, ăn trái cây vào. Đúng rồi. Nói với anh em nó thiệt, vô thành phố này tôi thích nhất là chỉ lượm được mỗi cái nón của Jack Sparrow là ngon nhất cả anh em. Phù ra ngoài ra là chẳng có cái mẹ gì trong này nha. Đi xuống đây đi, thấy không có gì đáng để mình loot đâu. Ủa thằng kia có gì nè, đây khu, đây khu gì anh em, có cả một cái mái vòm gì cả. Đấy tôi đi vào xem. Một bé phía trước kìa anh em. Rồi cẩn thận cẩn thận. Rồi nó thấy đâu rồi, nó thấy tôi rồi. Mày thấy như thì làm gì nhau lại đây. Ôi ui, lại đây mẹ, bắn nó mất hai cây cùng mới chết. Ôi chặt xác nó làm gì mẹ, đá tao cái cung coi. Ôi ok, đây ở đây hình như là một cái nhà nuôi trồng hay sao, nhà trồng trọt hay sao á anh em. Đâu tôi xem. Đúng rồi, đây là, ủa à, đây là một tô khu tổ hợp ăn uống. Rồi đúng rồi, đúng rồi anh em, giống như là chợ đêm nè anh em, khu chợ đêm, khu ẩm thực ngon. Chả có cái gì để loot vậy, cái nào cũng giống giống nhau vậy anh em. Ê, hèn chi tôi thấy cái mái vòm. Đúng rồi, đây là khu giống như chợ, chợ đêm, người bán, người ta mang nông sản, rau củ gì tới đây người ta bán nè anh em. Đâu, đây là toilet, chắc toilet công cộng à. Cái kho. Đây cũng không có gì anh em. Thứ đều coi như là chống mưa chống quắt. À trong này, đây cái tòa nhà này cũng rất là rộng nè anh em. Đây có khi lại chính là nó, đây đây tôi đi xem căn nhà này xem. Ui 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 ui. Ôi má biết bay luôn cả, biết. Ui, mày bay, mày ngu rồi con. Ngu rồi con. Mày bay. Mày bay. Ôi vô, đúng là vô thành phố zombie nhiều chém sướng anh em. Đây 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 là cái gì vậy? Này chắc chắn phải là một cái cơ quan gì nè anh em, cơ quan hành chính gì trong này nè. Phải là sợ cảnh sát đâu, tại vì sợ cảnh sát nó sẽ ghi là policia gì đấy. Dây thun thắt lưng lưng quần cái mẹ gì đâu không à. À cái này trường học, lại là một cái trường học nữa nè anh em. Đúng rồi đúng rồi. Khóa cửa rồi, tôi qua đây xem thử xem. Đây là thư viện nè anh em. Đúng rồi, tôi nghĩ là cũng sẽ chẳng có gì anh em ơi, ngoài mấy cái này, mấy cái chỗ mà cảnh sát hay này nọ ra thì những cái chỗ này thì không có gì để loot đâu, tôi nghĩ vậy. Ra mình đi tiếp đi. Đây nếu như mà đi hướng này hoài thì sẽ ra lại khu vực có con xe của tôi. Để xem à, mình cứ đi lòng vòng xem.
Ở đâu đâu đâu, nó đâu, nó đâu, nó đâu, nó đâu thế, nó đâu thế? Ui ui, mày ra đây. Đúng rồi, nghĩ trang là phải mày có zombie chứ. Ui ơi, trong đây lại có zombie à. Ui ui, không thấy, vậy mình nãy giờ không thấy. Rồi mình chết rồi anh. Ui ui ui. Mẹ. Ui nó đâu xuất hiện tình lình vậy anh em? Mẹ. Má mình đi vô đâu có thấy đâu. Shit. Mém nữa bị nó, mẹ nó tán giọng cho một giọng. Đây đi một vòng một hơi là như tôi đã trở lại chỗ cũ nè anh em, đây cái khu ở phía đông nam nè. Và tôi phải coi coi cái con xe của tôi nó để đâu rồi. Chính xác vị trí có một con zombie kìa, chết mày ngay đầu đấy, một phát thôi là hit shot. Đây có cái gì ạ? À? Đây có một chai rượu này anh em. Ui mày này, giỡn mặt. Nhìn anh bắn cung của anh đã lên cao rồi, không tôi không cần lấy lại cung tên luôn anh em, tôi có quá dư rồi. Đây tôi nhớ là hôm bữa mình đứng đầu xe ở đâu gần gần cái con cần cẩu nè anh em. Trả lại cho tao. Ui thêm hai bé nữa kìa, từ từ kìa. Cứ từng bé xem. Đây bé này trước. Một bé. Sao anh em phải nâng cao cao lên tí. Hai bé. Ui cái này bắn hụt rồi. Rồi nằm luôn. À đây cửa hiệu súng nè anh em, đúng rồi. Ui nè anh em, đây là cửa hiệu súng này Louisville. Đây tôi không biết đọc chữ Quatcha nhưng mà mẹ nhìn thấy là biết có cái súng là biết cửa tiệm súng rồi, vào. Oh đây tôi xem nó có cái gì. Có một cái nón fishing hat. Cái gì vậy? Cái này là như là cái đồ để mà hồi câu hay sao anh em. Bay bôi tôi có cả. Đây là gì vậy? Bao silencer. Ủa hay vậy, tôi kiếm được một cái gì nữa anh em, một cái là đồ coi như là giảm thanh cho cung. Ô mẹ, cung mà cũng cần giảm thanh nè. Rồi vậy cái binocular này bỏ đâu được không ta, tôi xem anh em đâu đâu được. Mẹ sao cái này nó bự quá vậy, phải bỏ bớt cái gì ra rồi. Ok để tôi xem bỏ bớt cái gì ra được không. Chết mẹ tôi thiếu đồ quá. Này bỏ cái này xuống đây, xong cái này tôi nghĩ vừa nè. Ồ vừa vừa in luôn. Được đấy. Rồi và ở đây có một cái ba lô nè anh em. Hiking backpack. Cái ba lô giống như tôi đang xài nhưng mà tôi đã có đủ rồi, tôi đã có một cái ba lô rồi, cần gì. 4% cũng khá ngon. Cái gì đây? Quick pan không cần. Nylon. À cái này là để nylon, đó là để câu cá đó anh em. Ơ nhưng mà mẹ tiệm súng mà không có một cái súng nữa. Đi. À, một cái nỏ này. À, mày. À, có một cái nỏ này anh em. Đây. Một cái nỏ hình như tôi, ủa, tôi nhớ kỳ đó tôi cũng có xài nỏ mà hình như chởm hơn anh em ơi. Đúng không? Đúng rồi, tôi nhớ hình như nó dởm lắm. À, tôi cứ đem nó về đi. Đây cái chợ này có cái gì đây, có cái gì không, có zombie anh em ơi. Shit. Đây tôi xử tụi nó luôn. À vào đây tụi nó đâu vậy.
Ấy rồi. Cho mày một chém. Đây nãy giờ đi hóa ra nãy giờ kiếm được có mỗi một chỗ bắn súng mà nó không có súng mà này nó lại có cái nỏ mới khổ tôi chứ. À, đây rồi anh em cuối cùng cũng thấy con xe của tôi đấy, tôi nhớ vị trí mà. Đây rồi, à và còn một thằng trên kia nữa, đây để tôi thử xem nè. Và đây là một cái đây tới một cái làng ở gần em. Đây cái làng nó nằm bên phải. Nghĩ là mình cũng nên ghé vào không ta? Ừ cái làng trên kia thì hơi xa, chỗ này hơi xa. Đây tôi ghé lại đây thử tôi giặt quần áo thử xem, tôi có những cái bộ quần áo rất là xịn nhưng mà nó bị dơ. Bây giờ tôi thử, ok cái làng này cũng khá đẹp nè. Đây tôi để xe như thế này luôn đi. Ok tôi sẽ tìm cách để rửa cái đây tôi cởi áo bớt đi. Để tìm cách coi như là sửa quần sửa áo thử xem coi. Tôi sửa anh em. Theo như tôi biết thì mình phải cần có swab để anh em mình phải có xà bông xong rồi mình sẽ okay, xong rồi mình sẽ sửa quần có xà bông xong rồi mình bấm vô nó hay sao á, đâu rồi cái quần đâu đây không có chịu wash on ta, là mình phải xuống nước đâu, tôi thử đi xuống nước xem kiếm cái chỗ nào. Ui 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 tôi 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 chết tôi rồi, tôi chết tôi rồi, ui rồi ui tao đang giặt đồ mẹ tự nhiên đâu ra mẹ lại chôm đồ chị à, má hết cả hồn anh em ơi, tôi đang trần truồng như nhộng nữa nè anh em thấy không đấy. Về thấy cả mông thấy cả đít nữa nè. Đây tôi đang tắm nắng đấy, đây và tôi sẽ kiếm một cái chỗ nào, cái chỗ này nó sâu vậy kiếm cái chỗ nào để đứng coi và có cạc go drop deploy cả anh em chuẩn bị. Đây, tôi sẽ đứng trên nước chỗ này đi. À, để tôi xem được chưa. À, wash được cái này anh em, wash on đấy. Thì ra phải có nước, phải có xà bông, anh em thấy nó chân thật chưa? Phải có nước, có xà bông, xong mình đó, xong rồi mình mới giặt sạch được quần áo. À, và cái này hình như nó bị hư anh em 5% mà nè. À cái này là 5% là cái mức độ hư của nó chứ không phải là wash này. Ok tôi sẽ cái mà có đồ đỏ này là bị dúm máu hay sao á, tôi sẽ thử wash on xem. Để đây cái ba lô nữa, ba lô này là mang từ đầu game tới giờ cho nên rửa hết cái khăn mặt luôn, rửa luôn ấy. Ê, tai nghe rửa luôn, nón cái nón lụm được chứ cũng dơ rửa luôn. Ok và bây giờ anh em tôi cũng đã lỡ rồi, tôi cũng muốn cứ xem cây ở quần áo như thế nào nha. Anh em theo tôi được biết thì mình sẽ phải cần có này nè anh em, Improved Sewing Kit là một cái bộ để mà coi như là để mình may chỉ may vá đó anh em. Đây và một cái bone needle đây, hình như là tôi có ở trong cái con xe của tôi có lượm đâu, để tôi đi lại tôi xem đây anh em, sewing kit đây bỏ vào túi xong rồi mình sẽ khoe ok đấy, sửa được cái quần rồi nhé anh em, và để xem mặc cái yoga pant như thế nào. Ủa là chỉ có 50% vậy. Ủa kỳ vậy? À, tôi biết anh em có vẻ như là đâu tôi mặc mừng. Cái này nó có slot nữa không? Đây, nó bị 50% cho nên là bị mất một slot nha anh em. Mất một cái slot để đồ. À, tôi nghĩ là cái này nó cần có skill crafting đó, anh em. Đây, mình phải nâng cái skill kỹ năng sửa và chế biến đồ của mình lên một cái mức cao. Đây, thì nó mới
có thể coi như là full repair luôn anh em, lên 100%. Nhưng mà được có chứ anh em, cái quần này nhìn khá là đẹp này đúng không, mặc quần yoga luôn này, yoga ban này. Ok vậy cũng được rồi, nói chung là mình cũng đã biết cái cách để mà chế đồ này nọ nha anh em. Đây và mình yoga pan. Ủa, mình mặc chung được cái quần á. Ủa, cái yoga pan của mình đâu? À đây. Đây mình mặc luôn được. À không được anh em, vậy là mình chỉ mặc được một cái thôi. Cái quần đó cũng khá là đẹp, tôi sẽ giữ lại đây anh em để sau này có gì tôi sẽ gọi là mặc ở nhà đó anh em, mặc đít. Đây nói chung cũng biết được một cơ chế mới, nào giờ chơi bây giờ mới mới biết được nha anh em. Ok anh em, hẹn anh em cái tập sau nha, tôi sẽ đi tới cái C2 này nha anh em, đi tới cái đập này. Ở chết mẹ có một cái airdrop mà nãy giờ tôi quên đi loot. Ok cả nó cũng không thiếu đồ cho tôi cho nó nổ luôn. Ok bữa sau nha anh em mình sẽ tiếp tục nha, thank you anh em rất nhiều, hẹn anh em scum vào các tập sau, cuộc hành trình vẫn còn tiếp diễn cả một cái bản đồ mà rộng lớn. Đây tiếp tục series dài hơi nha anh em. Các bye anh em và hẹn gặp lại.